Ok, xin chào mọi người. Thì mình đang ở cái phố này là cái phố Kim Ngưu. Bên trái đây là cái con sông sông Kim Ngưu. Con sông thơm nhất Hà Nội. Sông này cũng rất là bẩn rồi. Sông này ai mà dám úp mặt vào sông quê không? Cười dân ở đây họ ngửi cái mùi bốc lên từ con sông này cũng hãi hùng này. Đấy anh đi anh có thấy không? Buồn cho bác nào quê ở đây mà đi xa rồi hy vọng về để úp mặt ở sông quê. Quê tôi cũng có sông, sông gì sông Kim Ngưu, sông gì sông Tô Lịch, những con sông tên tuổi của Hà Nội, con sông tuổi thơ. Bên kia cũng có cái khu nhà tổ chim á. Nhà cấp cao. Và chung cư cao cấp. Cao cấp. Châu sắt hay châu vàng? Châu sắt. Châu sắt à? Cái vũng châu đầm. Tâm thẳng bên lên kia sang phố Lò Đúc nha. Đấy mở rộng khu này ra hoành tráng hẳn ấy, bộ mặt đẹp lên chưa? 75 giây. Phía trước mặt mọi người kia là cái phố Lò Đúc Hà Nội. Lối này là đi về cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Lối này đi ra trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giờ mình sẽ đi lên cái phố Lò Đúc để đi lên khu phố cổ qua mua ít bánh rán.
đó là địa chỉ là 12 Hàng Chiếu. 52. 52 á? À? 52 Hàng Chiếu. Cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội. Đây là ô Đồng Mát. Dạ. Đây là ô Đồng Mát, một trong năm cửa ô của Hà Nội. À. Bác này bác ấy... đường Hà Nội là của bác ấy mà. Đây là cây đan nhà bò. Rét xanh tiếp tên. Hà Nội 94 Lò Đúc vodka nổi tiếng này. Vodka Hà Nội. Phố Nấm Kiều Yên, ui dồi ôi, chuyên lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò lẩu nấm. Nó có những cây lát rất to nhé. Cây này nó là cây sao đen. Cây lát đây, lát rừng đấy. Lát rừng.
đây nó có cái bún chả Obama. Bún chả, ờ đúng rồi. Quán bún chả Obama. Ăn tiếp. Bao nhiêu lò đúc không biết. Hay là Lê Văn Hưu. Rồi, phố Phan Chu Trinh đây. Bia Bà Xỉu nổi tiếng, mỗi tội bán hơi đắt. Thế ở đây có hải sản chim anh ở đây. Ồ, đây chỗ này có tòa nhà to thế nhỉ. Nhìn cũng như là cái lâu đài. Đấy, mấy trăm tỷ á. Giống cái lâu đài không? Yeah. Cái này là cái gì nhỉ? Gần giống lâu đài nhà bác Thanh Sắt. Lâu đài này chắc phải đến 500 tỷ. Nhà bác Thanh Sắt 300 tỷ thì lâu đài này 500 tỷ. Không biết là nội thất bên trong thế nào. Đắt ở nội thất thì nhưng mà ngoại thất thì không đắt mấy. Phố cắt ngang kia là phố Trần Hưng Đạo. Ta đi thẳng là phố Phan Chu Trinh rồi về lên khu phố cổ. Lâu đài nghìn tỷ đây. Bộ Tài chính. Đây là Bộ Tài chính à? Ồ, thả nào lắm tiền xây to thế. Có tiền có khác. Bộ Tài chính. Mấy ông bộ phải, mỗi ông bộ một cái trụ sở to vật vưỡng. Bộ Tài chính xây đẹp nhất. Bộ kế hoạch không xây theo kiểu từ ngày xưa. Chụp rồi, nói hoa rồi. Đằng này thì đi ra xong mình rẽ lên Hàng Bài. Đi Hàng Bài. Đúng không? Đi Hàng Bài là gì? Để đi lên phố cổ. Anh định đi đường này. Thẳng đây rồi. Hả? Đúng nhỉ? Hay là từ Lý Thường Kiệt này mới cắt ngang Hàng Bài chứ? Phan Chu Trinh thì... Bên kia là Hai Bà Trưng. Ừ. Để xuống là đi Hàng Phố Huế. Vào phố đi bộ mất rồi. Ừ đúng rồi. Thì ôi cứ đi xong rồi mình rẽ về đường ấy, vòng vòng đường Lý Thái Tổ đi lên ấy. Hay ạ. Để ra tận đằng Hàng Khung. Hàng Khung với Lương Ngọc Quyến rẽ xuống. Ừ, phố Hai Bà Trưng rồi. Tận đây là ra mất phố đi bộ rồi. Đi lên Lý chỗ phố Lý Thái Tổ à. GLC 250 Formatic. Đường nào gần đông.
đường này nó sẽ nhanh hơn. Nãy anh bảo đi đường Lê Duẩn chứ. Tổng công ty lương thực miền Bắc.